Ok, xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại các bạn đây. Và trong video này ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả mọi thứ về Instagram và Clickbank. Thì trong cái video này sẽ là một video sẽ chia sẻ và hướng dẫn từng bước một để ai cũng có thể làm được. Và tôi tin chắc rằng sau khi mà bạn xem video này xong thì bạn sẽ có một cái góc nhìn rõ ràng hơn về cách để làm sao đó mình có thể xây dựng được cái hệ thống traffic từ Instagram đầy đủ nhất, rõ ràng nhất để chúng ta có thể bắt đầu được với nó. Khuyến cáo với các bạn là trong video này rất là dài, bởi vậy là chúng ta hãy chuẩn bị trước về cái mục thời gian để chúng ta có thể xem hết cái video này. Tôi nghĩ rằng có thể là từ 15 tới hơn 20 phút cho cái video này. Tuy nhiên rằng nó sẽ rất là có giá trị và sẽ giúp cho bạn kiếm thêm đâu đó khoảng 300 đô một ngày trong tương lai nha, với Instagram, khi mà chúng ta đã xây dựng được một cái traffic lưu lượng truy cập rất lớn từ Instagram rồi. Và Instagram nổi tiếng là một cái kênh sẽ mang lại cho chúng ta một cái traffic hoàn toàn tự động, và nó là tự nhiên các bạn. Các bạn sẽ không cần phải bỏ ra tiền quảng cáo để chúng ta có thể bắt đầu với Instagram. Đó, nên có nhiều người hỏi Sơn rằng là bây giờ em bắt đầu kiếm tiền với Clickbank thì mình có phải bỏ tiền hay không? Thì chắc chắn rằng nếu như bây giờ bạn muốn nhanh chóng đó, thì chúng ta có thể sử dụng một vài cái paid traffic. Tuy nhiên rằng sẽ có một vài những cái free traffic để bạn có thể bắt đầu, ví dụ như là Instagram, về Pinterest, về YouTube, về Facebook Group, rất là nhiều cách khác nhau. Và bạn là người mới bắt đầu thì đừng quên có thể vào một vài những cái video trước trên kênh YouTube của Sơn PS ở đây. Bấm vào phần danh sách phát để bạn có thể tìm được một vài những cái video mà Sơn đã post lên trước đó, và rất là chi tiết từng bước một để chúng ta có thể bắt đầu được. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể là follow Facebook của Sơn ở trên Nguyễn Tùng Sơn ở đây, hoặc là Instagram, để chúng ta có thể bắt đầu được đơn giản nhất với cách làm sao đó để chúng ta có thể thành công và kiếm tiền từ Clickbank. Ok, và bây giờ là không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào cái phần hướng dẫn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đi với 5 bước, với 5 bước đúng không nào? Thì cái bước đầu tiên này, chúng ta cần phải lựa chọn cho mình một cái thị trường ngách trên Clickbank. Và cái thị trường ngách này mình gọi là cái niche size đúng không nào? Thì có rất là nhiều thị trường, ví dụ là về health and fitness, về relationship, hay là spiritual, make money online, internet marketing business, hoặc là self help. Đây đều là những cái ngách rất là hot, rất là nhiều người quan tâm. Thì trong những video tiếp theo, nếu có thời gian thì tôi sẽ lựa chọn sẵn cho bạn một vài những cái sản phẩm mà trong cái ngách đó nó sẽ bán chạy, và các bạn nó quảng bá cái sản phẩm đó thì cái tỷ lệ chuyển đổi để người ta mua hàng sẽ rất là cao. Ok, bạn sẽ đón chờ những video tiếp theo của tôi nha. Và đừng quên đăng ký vào kênh YouTube của Sơn PS để được nhận những video mới nhất. Bấm vào nút hình quả chuông nữa các bạn, thì khi mà có video phát mới thì tôi sẽ chủ động, tôi sẽ báo cho các bạn và bạn sẽ nhận được cái thông báo đấy. Và cái video này sẽ rất là giá trị, và đừng quên hãy chia sẻ nó trên lên trên Facebook cho ba người bạn của bạn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và Sơn sẽ add các bạn vào trong cái group chuyên sâu, group để chúng ta có thể trao đổi được ở đây. Ok, sau đó thì chúng ta đi qua bước số 2, đó là các bạn cần phải tạo ra một cái tài khoản Clickbank và mình chọn ra cái sản phẩm được quảng bá. Thì giống như những video trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi đó, thì các bạn hãy lựa chọn cái sản phẩm nào á mà mình có cái điểm gravity cao. Mà khuyến nghị thì cái điểm gravity này khoảng từ 30 trở lên. Nếu như các bạn sử dụng free effect thì các bạn nên sử dụng những cái điểm gravity cao, bởi vì cái sản phẩm đó thì chắc chắn cái tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ tốt hơn những cái sản phẩm gravity thấp. Và tôi đã từng trải qua cái kinh nghiệm bản thân á, mình quảng bá những sản phẩm có điểm gravity thấp á, thì 1.000 lượt click vào đường link affiliate của tôi thì không có xuất hiện một đơn hàng nào cả. Nhưng khi mà tôi bắt đầu tôi lựa chọn những sản phẩm có gravity cao thì bạn biết không, chỉ đôi khi chỉ có khoảng là 20 click, 30 click thì bắt đầu ra được một đơn hàng rồi. Và thậm chí có một cái lần tiêu biểu nhất vào cái buổi sáng hôm đó khi mà tôi thức dậy đúng không nào, thì mới chỉ có một click thôi là ra được ba 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 ra một đơn hàng, sau đó upsell được thêm hai đơn nữa là tổng cái đơn đó là khoảng 70 đô la các bạn. Rất tuyệt vời. Nên các bạn hãy lựa chọn cái điểm gravity cao này thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ cao hơn, cái khả năng bán nó sẽ tốt hơn, và cái sản phẩm đây là sản phẩm phổ biến nhiều người quan tâm. Rồi sau đó bước số 3 thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái tài khoản Instagram và mình bắt đầu đăng bài. Thì cái phần này mới là cái phần quan trọng này, nên nó khi mà các bạn đã bắt đầu thì các bạn nên có giấy bút hay mình ghi chép lại và mình note lại những cái từ khóa quan trọng ở trong cái video này của tôi. Và đây chính xác
là những cái bước hướng dẫn chi tiết nhất, mà những cái bí mật mà sẽ không có ai chỉ cho bạn, mà thậm chí là các bạn sẽ phải trả một số tiền rất là cao để các bạn học và tham dự vào một số những chương trình chuyên sâu khác của bên ngoài kia. Thì có nhiều người bạn đã nói với Sơn rằng thì bây giờ là em có nên tham dự vào trong chương trình chuyên sâu của anh Sơn hay chưa? Thì Sơn nói rằng nếu như bây giờ các bạn đã muốn nghiêm túc với nó, các bạn muốn đi nhanh hơn, các bạn muốn có một người dẫn dắt, một người hướng dẫn thì các bạn hãy vào, bởi vì đó là một chương trình trả phí với cái học phí rất là cao. Còn nếu như bây giờ bạn chưa đủ thì bây giờ bạn cứ theo dõi những cái video trước của Sơn đi, rồi sau sau đó thì vào những chương trình chuyên sâu để mình nâng cấp hơn cũng được. Ok, không sao cả. Sơn vẫn chia sẻ trên kênh YouTube này và đều đặn mỗi ngày để các bạn có thể cập nhật được những kiến thức chất lượng nhất. Còn vào trong group chuyên sâu á và để được trở thành học viên của Sơn thì các bạn đã trả một khoản phí như vậy và được các Sơn phục vụ các bạn ở mức độ cao hơn thôi. Ok chưa nào? Rồi thì bây giờ là đây là những cái việc mà bạn cần phải làm hàng ngày với Instagram này. Hãy nhớ này, mình hãy giấy lấy giấy bút ra đi, bởi vì đây là bạn đang học cách để kiếm tiền và không phải là chia sẻ để nghe chơi và không thôi. Hãy học một cách thực sự nghiêm túc với nó, đúng không nào? Rồi thì bây giờ này, các bạn hãy lựa chọn cái bước đầu tiên đó, hãy lựa chọn ra được cái 5 cái page để bạn có thể học hỏi cái cách làm của họ mà theo cái ngách của bạn đang làm. Rồi lấy ví dụ nhá. Ở đây là cái kênh của Sơn đang phát triển đi về Keto, Change My Life Easy. Tức là mình có cái thực đơn keto đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một vài những cái hình ảnh tiêu biểu cái thực đơn keto đó các bạn, để giảm cân, mục đích để giảm cân đấy. Thì bây giờ là khi giả sử đi, bây giờ Sơn phát triển cái thị trường này thì cái việc đầu tiên đó, trước khi mà mình đi phát triển, mình cách mình làm ra làm sao thì mình hãy tìm được ít nhất 5 cái người mà đang làm trong cái lĩnh vực này mà thành công đó, hãy nhớ như vậy. Sau đó thì các bạn hãy lưu những cái người này ra file Excel này, hoặc ghi nhớ bất kỳ ở đâu đó cái đường link cái trang của họ, để sau này chúng ta có thể dễ dàng chúng ta vào cái trang họ để chúng ta học cái cách họ làm. Ok chưa nào? Thì ví dụ như bây giờ tìm họ cũng đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ Sơn đang làm chủ đề về keto giảm cân đi, thì mình đã thử search cái từ khóa là keto diet đó, thì nó sẽ ra rất là nhiều những người đang làm trong cái thị trường này. Ở đây là những cái trang thị trường này, đây là những cái người họ đang làm trong cái thị trường này này đó, đây là những cái tài khoản người dùng đó, rất là nhiều trang khác nhau đúng không? Thì bây giờ chúng ta vào từng trang như vậy, khi mà chúng ta nhìn thấy những cái trang nào mà chúng ta muốn học họ thì chúng ta hãy lưu thành một cái đường link để sau này khi mà chúng ta tìm kiếm nó ra thì nó sẽ rất là đơn giản, đúng không nào? Giả sử bây giờ Sơn sẽ tìm được 5 cái người mà họ đang làm trong cái chủ đề về keto diet giảm cân này đấy, thì bây giờ là Sơn sẽ lưu cái đường link của họ lại vào một cái file Excel hoặc là file note nào đó, để sau này mình có thể chủ động mình tìm. Và họ cũng đang là người bán các sản phẩm giống như mình đấy các bạn, 28 ngày giảm cân đây đấy, các bạn nhìn thấy không nào? Và các bài post của họ post lên này có 800 lượt like này, 500 lượt like này, 2.800 lượt like này đó. Thì sau này mình phát hiện ra là những cái bài post nào mà họ có nhiều lượt like á, thì khả năng cao nếu như mình post lại cái bài đó thì cũng sẽ có được nhiều lượt like tương tự luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không này, cái tài khoản này là 17.000 lượt theo dõi nha. Đó, những cái bài post họ lên á, chỉ là khoảng 500 like thôi. Đây là 600 like này, ở đây là 500 like này, ở đây là 800 like này, ở đây là 600 like này. Thì tự nhiên có một cái bài này nó lên 2.800 like, gần 3.000 like. Thì chứng tỏ là họ đã sử dụng một vài cái content nào đó để giúp cho cái bài này nó hiệu quả, đúng không? Thì chúng ta đăng những cái bài này lên thì cái tương tác trên cái bài này nó sẽ cao hơn. Đấy, hoặc là cái bài này này 4.200 like này, các bạn nhìn thấy không? Những cái trang, những cái bài khác tự nhiên có 500, 600 like thôi, nhưng có một bài post 4.000 like thì bạn đăng cái bài lên, tương tác nó sẽ rất cao. Bài này 1.900 like, gần 2.000 like này các bạn. Bài này 2.500 này. Đó, thì bạn nhìn thấy không này, bài này 7.500 like. Đấy, thì khi mà mình repost lại những cái bài này là khả năng cao là mình sẽ rất là tốt các bạn. Đấy, thấy không? Trung bình nó có khoảng là có 500, 600 like thôi, mà có những bài nhiều like như vậy thì chúng ta hãy post những cái bài này. Ok chưa nào? Rồi thì bước tiếp theo này, các bạn hãy nhớ này, mình hãy nên tìm những cái trang nào có follow khoảng 10.000 để mình repost. Repost đây có nghĩa là mình copy cái bài post của họ, sau đó mình đăng lên ngược lại trên cái trang của mình. Đấy, thì mình hãy tìm được những cái trang nào có khoảng 10.000 thôi. Còn nếu như bây giờ mình repost của những trang lớn quá đó, thì các bạn khả năng cao các bạn sẽ bị người ta khiếu nại, người ta người ta báo cáo lên trên Instagram là các bạn nó đã lấy cái hình ảnh của người ta. Hoặc là nếu như bạn nó tuyệt vời hơn, các bạn hãy ghi lại cái nguồn, à tôi đã lấy cái hình này từ đây này. Thì khi mà bạn nó trích cái nguồn lại thì họ sẽ không có báo cáo cái tài khoản của bạn, và tài khoản của bạn sẽ uy tín hơn. Hãy nhớ cái điều này rất quan trọng nha, ghi chép lại thật cẩn thận để chúng ta làm cái điều này các bạn. Rồi tiếp theo này, các bạn hãy sử dụng cái hashtag. Tại sao
post bài viết lên mà không có like đúng không nào, thì sử dụng hashtag. Đây là tối thiểu á, một bài post của bạn có khoảng 20 hashtag. Đây thì hashtag là gì? Ví dụ như giả sử nha, bài này Sơn thấy là có 7.500 like này, thì mình sẽ xem rằng cái hashtag của cái trang này họ đang dùng là gì. Đây thì ở đây thì mình không thấy cái hashtag của họ, nhưng có khả năng cao là họ sẽ để hashtag ở dưới comment. Đây đây thì mình sẽ copy cái hashtag của họ được không, copy hashtag này, sau đó thì mình post cái hashtag này lên nha. Đấy, nên cái hashtag là một cái rất quan trọng để người khác có thể tìm được cái bài post của chúng ta. Thì tôi mới nói rằng là Instagram là một traffic có khả năng tạo ra được cái tương tác rất cao, mà tương tác để tương tác tự nhiên. Thì khi mà các bạn chỉ cần biết được cái từ khóa này thôi là các bạn đã lãi rồi, không, và các bạn đã tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi. Mà tôi tin chắc rằng không có ai chỉ cho bạn điều này đâu, không ai chỉ cho bạn điều này hết. Đó, các bạn thấy cái điều này có giá trị không nào? Đó, nếu các bạn thấy điều này có giá trị thì hãy comment phía bên dưới video của tôi biết là quá giá trị. À, để tôi biết rằng các bạn đang theo dõi video của tôi đúng không nào? Bởi vì đây không phải là live stream, nên là các bạn hãy comment phía bên dưới nếu các bạn thấy điều này có giá trị đúng không nào? Hãy like cái video này nha các bạn. Rồi, tiếp theo này, cái việc cần làm mỗi ngày đó là các bạn hãy post đều đặn. Hãy nhớ này, từ khóa đây là chúng ta phải làm đều đặn mỗi ngày, post từ 3 cho tới 5 bài post lên mỗi ngày. Và thời gian đầu á, lưu ý có thể các bạn post nhiều hơn một chút đó, để gia tăng được cái uy tín ở tài khoản. Nhưng khi nào á, bài trên cái trang của bạn có nhiều bài post rồi đó, thì lúc này chúng ta sẽ post từ 3 tới 5 bài post. Nhưng nên nhớ này, mình hãy post từ từ thôi, giải cái thời gian ra, chứ đừng có một lúc các bạn post 10-20 bài, thì như vậy nó, thứ nhất, nó không hiệu quả, và thứ hai các bạn sẽ hoạt động giống như một người đi spam và tài khoản của bạn sẽ bị chết, được không nào? Rồi tiếp theo này, các bạn hãy tương tác với những người đã comment một cái bài post của chúng ta. Có thể chúng ta để lại một cái icon, hoặc là chúng ta cảm ơn họ bởi vì họ đã comment vào bài viết của mình. Đấy, thì khi mà chúng ta tăng được cái tương tác này lên thì cái khả năng họ sẽ tiếp tục, họ like cái bài viết tiếp theo, họ tiếp tục comment vào bài viết tiếp theo của chúng ta. Hãy nhớ tương tác với khán giả của mình. Rồi, một cái điều rất quan trọng đây, để giúp chúng ta có thể tăng được follow lên. Thì khi mà các bạn làm cái bước này thì đâu đó một tháng các bạn có thể tăng được khoảng 2.000 cho tới 3.000 lượt follow. Thậm chí là nếu như bạn làm tốt đi, có thể tăng được 5.000 lượt follow một tháng. Đấy, và khi mà tài khoản của bạn khoảng 5.000, 10.000 lượt follow rồi ấy, thì lúc này thu nhập sẽ rất là đều đặn. Nên nhớ này, khi mà chúng ta sử dụng free traffic á, thì có thể là chúng ta sẽ không ra được kết quả nhanh trong thời gian đầu, nhưng nó sẽ là một cái ra bền vững, nó sẽ ra được đều đặn. Và các bạn sẽ dường như các bạn không cần phải bỏ tiền ở quảng cáo, nên bạn kiếm được bao nhiêu tiền thì bạn lãi được số tiền đó luôn. Bạn thấy cái điều này tuyệt vời không nào? Ví dụ nha, bây giờ bạn mang cái sản phẩm của họ, bạn được là 500.000 tiền hoa hồng, thì cái tiền hoa hồng này là của bạn hết. Còn nếu như bây giờ các bạn chạy quảng cáo đi, bây giờ các bạn chạy quảng cáo Bing đúng không, hay là chạy quảng cáo Facebook đi, thì bạn chỉ lãi được khoảng 20-30% thôi. Ví dụ như bây giờ bạn kiếm được 1.000 đô la thì các bạn chỉ kiếm khoảng 300 đô la thôi, chưa chắc đã bằng cái ông á, một tháng á, ông ấy bán được khoảng 20 sale, mỗi sale là 24 đô la, thì ông này ông đã kiếm được 500 đô rồi. Còn cái ông mà được 1.000 cái 1.000 doanh số á, nhưng mà ông chạy quảng cáo, nên ông ấy phải bán 40 sale thì ông ấy được 300 đô, thì ông nào hơn, đúng không nào? Cái ông ấy bán được 40 sale mà ông được kiếm được có 30 đô rồi, 300 đô rồi. Còn mình chỉ cần bán 20 sale mình bán được 500 đô. Đó, thu nhập đem về, quan trọng là số tiền bỏ vào túi. Các bạn hình dung được cái này không nào? Thì khi mà chúng ta đi follow người khác á, thì mình hãy nhớ này, follow 50 người một ngày cho tài khoản mới, và mỗi ngày tăng lên 50 người, và maximum là khoảng 700 người một ngày thôi. Nhớ nha, maximum là 700 người một ngày. Và tài khoản mới á, thì đừng follow quá nhiều, quá nhanh. Đó, thao tác từ từ thôi, không quá nhanh. Đây, cái này rất quan trọng nha, mình đã ghi rất là kỹ rồi nha. Nên khi mà các bạn đã làm mà bị Instagram họ chặn follow, hoặc là thậm chí là họ cho tài khoản của bạn bị chết luôn, thì các bạn thường là các bạn làm sai cái điều này. Đó, mình thao tác quá nhanh, mình quá nóng vội, mình thao tác quá nhiều. Không, mà tài khoản mới mình đi follow quá nhiều, thế thôi. Đó, thì mình thao tác từ từ thôi. Và mình chia ra, cứ mỗi giờ mình vào mình tương tác khoảng 30 người tới 50 người, nhưng vẫn phải từ từ, không? Lâu lâu mình chọc cái, lâu lâu mình chọc cái, lâu lâu mình chọc cái, đừng có làm liên tục các bạn. Không? Và đặc biệt là tài khoản mới lập, tài khoản cũ rồi các bạn lập 1-2 tháng á, các bạn đi tương tác thoải mái luôn, không có vấn đề gì hết. Nhưng tài khoản mới thì các bạn phải nuôi dần dần, được chưa? Thì trong cái khóa học của Sơn á, về trong cái học viện trong cái chương trình học viện Clickbank chuyên sâu á, thì Sơn có dạy cái điều này, đó là cái hệ thống free traffic rất mạnh mẽ đấy. Thì Sơn nó chỉ cho các bạn rất chuyên sâu, từng bước một, từng chút một Sơn thao tác cho các bạn nhìn thấy được. Nên các bạn thấy cái điều này Sơn chia sẻ các bạn hoàn toàn miễn phí thôi, nó rất giá trị đúng không nào? Các bạn thấy tuyệt vời thì comment phía bên dưới là rất giá trị đúng không nào?
Rồi, tiếp theo này, đây là những cái việc mà bạn không nên làm. Được chưa? Thì phía trên là những việc nên làm, phía bên dưới là những việc không nên làm. Rồi, những việc không nên làm mà spam nhiều liên tục thì đừng có spam liên tục nha. Đừng có post bài liên tục quá, không? Giãn thời gian nó ra. Đó, không nên mua like hoặc là follow ảo. Cái điều này là tuyệt đối không. Đó, nó có thể là giúp cho bạn nó tạo được uy tín đó, nhưng bạn không biết được cái nguồn bạn mua nó từ đâu, mà đôi khi cái tài khoản của bạn khả năng cao nó sẽ bị chết. À, thấy chưa? Rồi, khi mà các bạn post copy bài của người khác á, thì mình không được copy 100% nha. À, ví dụ như là cái caption của họ họ đăng lên như vậy, không, bạn copy paste vào, xong cái hashtag của họ họ có 50 30 hashtag, bạn copy hết 30 hashtag đó giống y chang như của họ, thì cái này Instagram họ đánh giá, à có thể là bạn đi sao chép của người khác, đúng không? Thì bây giờ hãy nhớ này, caption bạn đổi đi chút, không, cái hashtag bạn đổi đi một chút, bạn thêm này, bạn bớt đi cái kia, bạn đã repost bài người ta rồi mà bạn nó lấy 100% cái nội dung của người ta thì cũng không được, đúng không nào? Rồi đó. Và mình hãy nhớ là đừng chỉ có repost từ một trang không, đừng repost một trang không. Ví dụ như từ cái phần đầu này Sơn nó chỉ cho các bạn hãy lập ra 5 trang này đó, hãy tìm 5 trang đó. Thì bây giờ là khi mà có 5 trang này thì mỗi trang chúng ta đi repost một một hai bài thôi đó, mỗi trang repost một hai bài xong chúng ta xoay vòng đó, xoay vòng thì mình không bị trùng đó. Chứ nếu như bây giờ chúng ta lấy hết tư liệu từ một trang đó, họ phát hiện ra chúng ta lấy rất nhiều hình ảnh của họ là họ sẽ không có tha thứ chúng ta điều này, nhớ nha. Rồi đó, đừng chỉ report từ một trang. Rồi thứ hai tiếp theo này, đó, mình hạn chế report từ những cái trang lớn, những cái trang lớn họ trên 100.000 follow đó, cái bản quyền đôi khi họ có bản quyền các bạn chỉ cần post lên thôi, không cần ai báo cáo, tự nhiên các bạn bị đánh là spam, ok chưa nào? Và mình cũng hạn chế từ những cái trang mà cá nhân, những cái trang cá nhân, hình ảnh cá nhân của họ, đó thì chúng ta hạn chế cái điều này nha. Rồi thì đây là ba cái bước để chúng ta bắt đầu được với chị Instagram. Đấy, thì bây giờ là chúng ta đã sẵn sàng đi tới bước tiếp theo chưa nào các bạn? Bước số 4 để chúng ta bắt đầu được với trên Instagram thì chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Nào, thì bây giờ các bạn hãy nhớ này, ba cái bước phía trên này rất quan trọng rồi. Ông và những cái lưu ý của Sơn Sơn đã đưa cho các bạn rất chi tiết. Các bạn hãy làm tốt những điều này. Rồi, sau đó tới bước số 4 này. Đây là cái phần nâng cao. À, hãy nhớ đây là phần nâng cao. Nâng cao. Đó, mình vẫn cho các bạn thông tin kiến thức để các bạn tìm hiểu, bởi vì đây là phần nâng cao nha, không phải là ai cũng làm được. Đó là chúng ta hãy tạo ra một cái landing page để mình thu hút thu thập email. Thì trong cái chương trình học viện nó Clickbank chuyên sâu á, thì Sơn có tặng cho các bạn cái này miễn phí, không? Tuy nhiên rằng các bạn phải là học viên trong cái chương trình học viện nha thì bạn mới được tặng cái điều này. Đây rất là nhiều, ví dụ là các bạn được học trực tiếp từ Sơn này, các bạn được quyền truy cập vào cái nhóm huấn luyện riêng và được 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 tương tác với những học viên khác. Đó, các bạn sẽ được nhận những cái checklist, các cái tool siêu công cụ tốt nhất để mình có thể làm được với Clickbank. Các bạn sẽ được học được cái hệ thống siêu lợi nhuận từ Free Effect mạnh mẽ, giá trị của nó là 2.997 đô trong cái chương trình này. Và đặc biệt hơn nữa đó, thì các bạn sẽ được tặng thêm cái điều này này. Ví dụ như là bên ngoài chúng ta phải bỏ ra chỉ một chương trình là học chạy quảng cáo Facebook để làm Instagram thôi, các bạn phải bỏ rất nhiều tiền đúng không? Hoặc là các bạn chỉ học có mỗi một chương trình á, là quảng cáo trên Bing thôi, các bạn cũng phải trả rất nhiều tiền đúng không nào? Đó, thậm chí cả hàng nghìn đô la. Nhưng cái trong chương trình này thì Sơn đã tặng hết cho các bạn hoàn toàn tất cả mọi thứ này. Thì cái đây là một cái trang Sơn giới thiệu với cái chương trình học viện đó, thì Sơn chưa có public công khai ra, khi nào mà Sơn hoàn thiện thì Sơn sẽ đưa cho các bạn xem. Rồi, thì bây giờ này, khi mà các bạn bước số 4 này, các bạn cần phải tạo ra một cái landing page để mình thu thập được cái email của khách hàng. Cái đây là cái nâng cao, hãy nhớ đây là cái nâng cao. Thì khi mà chúng ta thu thập được email khách hàng rồi ấy, thì chúng ta sẽ bán tiếp được cho họ. Thì cái khuyến khích ở đây là các bạn nên sử dụng Get Response. Thì hiện tại Sơn đang dùng cái này, nó miễn phí 30 ngày đó. Thì link Sơn nó có để là đường link phía bên dưới video để chúng ta có thể đăng ký, đây là đường link affiliate của Sơn đó. Rồi chúng ta hãy set up ra một cái chuỗi email tự động và gửi nó. Thì khi mà chúng ta gửi ấy, thì chúng ta phải kiểm tra xem cái hốp link affiliate này có phải là của mình hay không, nhớ điều này nha. Nhiều bạn lại lấy cái đường link của người khác, hoặc là mình chưa có rút gọn cái đường link đó, không mà mình đã lấy cái đường link đó rồi thì đôi khi nó có sale nhưng không phải là sale của mình không bán được hàng, ok không các bạn? Rồi sau đó bước số 5, thì khi bây giờ chúng ta sử dụng một vài cái nguồn traffic khác để mình kéo về cái landing page, ok chưa nào? Thì một vài những cái nguồn khác này, này free traffic này có hai dạng nha, free traffic, paid traffic. Thì free traffic thì các bạn có thể sử dụng Facebook group. Thì Sơn có những video hướng dẫn rất chi tiết từ trước ra rồi, bạn hãy tìm kiếm đi nha. Từ chatbot, ManyChat, hoặc từ YouTube, từ Pinterest, từ Instagram. Nào thì các bạn có quan tâm những cái video tiếp theo á,
thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về những điều này không nào. Đấy thì tại sao trong video này thì mình không có cầm tay chỉ chuột nữa, bởi vì video trước thì mình đã hướng dẫn rất là kỹ về Instagram rồi, nên nếu như bây giờ bạn chưa coi video đó thì bạn hãy vào cái phần đó là kênh YouTube của Sơn nha các bạn. Đấy thì mình đã chỉ các bạn rất là chi tiết. Đây thì chúng ta vào cái phần đó là dành cho cái người mới bắt đầu đây này các bạn. Dành cho người mới bắt đầu đây thì Sơn có một cái video mình nói rất chi tiết về Instagram ở đây. Thì bắt đầu hành trình kiếm lại trong đầu một ngày này, mình step up từng bước một để các bạn bắt đầu. Và các bạn có thể bấm một cái đường link ở phía bên dưới đường video này, dưới video này. Đó thì Sơn có một cái chương trình học online miễn phí, và Sơn sẽ gửi cho bạn email mỗi ngày và những cái cập nhật mới nhất về Clickbank. Đấy, ok chưa? Thì đây là free traffic chúng ta kéo về cái landing page của chúng ta nha. Ngoài ra là chúng ta sử dụng một vài cái page traffic. Đây thì trong cái khóa huấn luyện Clickbank chuyên sâu này á, thì Sơn có quà tặng miễn phí cho các bạn. Sơn dạy cho các bạn thêm về Facebook Marketing, về Bing Ads, đúng không? Và mình có video hướng dẫn kiếm được 1.000 đô la từ Bing mà không cần phải trả phí. Thì có những cái video đó có sẵn ở trên kênh YouTube này rồi, các bạn tìm kiếm với nha các bạn. Chủ động đi. Rồi, Sơn đã chỉ cho các bạn cách để mình thuê được một người nổi tiếng, cách để mình xây dựng được landing page và email marketing. Riêng những cái chương trình này không thôi, các bạn ra bên ngoài các bạn học có ít nhất phải 1.000 đô một chương trình rồi các bạn. Ừ, nhưng trong chương trình Học viện Clickbank chuyên sâu này của Sơn á, thì Sơn sẽ dạy cho các bạn thêm, tặng thêm cho các bạn điều này. Bởi vì Sơn đã có rất là nhiều thời gian Sơn làm việc với nó rồi, Sơn trải nghiệm với nó rồi, và mình kiếm tiền được từ nó rồi. Tất cả những cái nào mà mình làm được thành công mình mới chia sẻ với các bạn nha. Rồi, thì trong cái video này thì mình chia sẻ rất là chi tiết, rất nhiều về thông tin rồi. Thì bây giờ các bạn có bất kỳ câu hỏi nào có thể comment phía bên dưới video này. Hoặc là các bạn hãy giúp Sơn nha. Hãy chia sẻ cái video này tới cho ít nhất 3 người bạn trên Facebook. Chia sẻ cái video này về để các bạn giúp Sơn điều này nha. Nên nếu như các bạn thấy nó thực sự có giá trị á thì hãy giúp Sơn, bởi vì khi có nhiều người xem rồi thì mình quay mình cảm thấy rất hứng thú các bạn, rất hứng thú điều này. Không? Đó đây là cái điều mà Sơn mong muốn từ các bạn đó. Rồi. Ở đây thì Sơn cũng nói cho các bạn biết là hiện tại là Sơn có hai cái khóa học, bởi vì có rất là nhiều người hỏi Sơn là anh Sơn có chương trình học về Clickbank hay không, thì bây giờ Sơn có hai khóa học. Thì khóa học đầu tiên này á nó trị giá khoảng 500 đô. Nhưng Sơn đang muốn chia sẻ cho các bạn miễn phí. Thì nếu như bây giờ các bạn đã chia sẻ cái video này lên trên Facebook cho 3 người, hoặc khi mà mình chia sẻ rồi xong rồi thì mình nhớ bình luận phía bên dưới nha. Đấy thì nhưng cái này thì mình sắp ra mắt thôi, sắp ra mắt. Bởi vì mình chưa quay xong các bạn. Khi mình ra mắt rồi thì mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Các bạn yên tâm đi. Sơn hứa điều gì, Sơn cam kết điều gì thì Sơn cho các bạn điều đấy. Thì khi mà các bạn học cái chương trình này thì đâu đó các bạn sẽ biết cách để làm sao đó mình có thể kiếm được khoảng 200 đô cho tới 500 đô một tháng. Cái này là miễn phí, được chưa? Mình muốn cho đi cộng đồng. Còn bây giờ ai muốn học ở cấp độ cao hơn, muốn học nâng cao hơn, muốn kiếm được thu nhập lớn hơn nữa, thì mình hãy đi tìm hiểu cái chương trình Clickbank chuyên sâu của Sơn. Thì đây là trong chương trình là Học viện Clickbank chuyên sâu nha. Nó chỉ dành cho một số ít người thôi, và Sơn nói trước là học phí rất cao. Thì trong chương trình này thì mình sẽ giúp cho các bạn kiếm được trên 2.000 đô la thu nhập một tháng, và hơn thế nữa. Mình nói là 2.000 đô la thôi, mình khiêm tốn chứ mình không có nói cao các bạn. Các bạn nó kiếm được bao nhiêu thì đó là do cái sự nỗ lực và cố gắng của bạn, chứ mình không có nói cao lên để làm gì hết. Các bạn hình dung không ạ? Thì đây là các bạn nhớ, đây là một vài cái hashtag của chương trình nha. Hashtag của chương trình đó, thì khi mà các bạn nó đăng lên Facebook, các bạn share lên Facebook thì các bạn nhớ sử dụng một vài hashtag này, để khi mà Sơn kiểm tra thì Sơn bấm một cái hashtag đó thì Sơn mới thấy được cái bài viết của bạn. Bạn nhớ bạn phải dùng hashtag nha. Hashtag là Sơn PS này, hoặc là Nguyễn Tùng Sơn này, hoặc là Clickbank 2019 này, hoặc là học Clickbank cùng Sơn PS này. Hoặc là bạn có thể sử dụng một vài cái hashtag là Clickbank, hoặc là Affiliate Marketing, hoặc là Make Money Online. Đây là những hashtag chính, còn phía bên dưới là hashtag thêm. Các bạn đã sử dụng hashtag để khi mà Sơn bấm vào hashtag đó để Sơn nhìn thấy bài post của bạn, để Sơn xác nhận lại, để Sơn có thể cho các bạn cái chương trình học miễn phí này nha. Đó thì phải có cho đi thì mới có nhận lại được. Ok chưa nào? Đấy, video này là 25 phút rồi. Thì nếu như các bạn đã thấy video này thực sự có ý nghĩa, có giá trị thì hãy like giúp Sơn, ủng hộ, đúng không? Comment phía bên dưới là cảm ơn Sơn đã chia sẻ, đúng không? Để có nhiều người họ thấy được cái lan tỏa được tích cực đi các bạn. Đó, thời gian vừa qua có rất là nhiều người bạn nó không có hiểu vấn đề gì hết, không mà vào comment đó, những cái điều mình không hay, mình nó cảm thấy rằng là rất bức xúc các bạn, trong khi mình tâm huyết. Không, bây giờ các bạn biết là mấy giờ không? Bây giờ là 4:27 sáng, không, mình vẫn thức tới bây giờ là mình quay cái video mình tặng cho các bạn miễn phí, trong khi đó các bạn muốn học cái điều này bạn phải trả rất nhiều tiền, mà có nhiều người lại có comment những cái điều không hay như vậy. Thì các bạn giúp Sơn nha, nếu các bạn thấy nó có giá trị thì comment phía bên dưới là cảm ơn Sơn, đúng không nào?
đấy, hoặc là mình cảm ơn, hoặc là mình viết một vài những cái cảm nhận giúp Sơn phía bên dưới video này. Ok rồi, thì video này rất là dài rồi, 25 phút trôi qua rồi. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bấm một nút đăng ký, subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, thì Sơn PS xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Bye bye.